Rồi, Hiếu chào tất cả anh em. Hiện tại thì đang chuẩn bị ráp con máy filter anh em đây. Đấy. Đánh sạch sẽ rồi anh em nha, đây rất là bẩn luôn. Đấy. Hôm nay thì có thằng đệ tử đang ngồi cạo gioăng, quay cái mặt ra đây ra nào. Đấy. Đang ngồi cạo gioăng đang vệ sinh anh em ạ. Đấy thì vẫn đang để đây để vừa cạo gioăng vừa rửa và ráp dần. Thì đây là cái vách mái mà Hiếu vừa mới đánh rửa sạch sẽ đi rồi. Rằng thì nó rửa qua một chút là đóng bi vào thôi. Bẩn cực kỳ luôn anh em ạ. Ở đây là cái bộ số của con xe này ý, là nó khi chúng ta đang đi 1 2 3 4 mà đang chạy tốc độ cao thì nó đang đi số 4 thì mình dẫm thêm một cái nữa thì nó lại về mo luôn. Hiện tượng con xe này. Đấy. Tức là chúng ta đang đi số 1, 2, 3, 4 mà chúng ta chạy đường cao tốc chẳng hạn thế mà 80-90 cây, bắn 80-90 cây trên giờ, đang chạy nhanh như thế chúng ta vẫn vào dẫm cái đang số 4 nhảy về số mo luôn. Thì lý do ở đây thì nó bị mòn cái cần chặn số và con heo rồi này. Đây là con heo này. Đây là con heo số anh em này. Con heo số này thì Hiếu vừa mới rửa giấy sạch sẽ và Hiếu đắp hàn thêm cho khách hàng để phục hồi lại cái bộ heo này. Thì trước ấy, thì Hiếu không biết là chủ xe đã sửa quán nào đấy và đi được đúng được một tuần bị vỡ bay số luôn, hỏng nên đổ nhất thải và chạy anh em ạ. Những cái hiện tượng bị mòn đây này là các cái xỉ hàn, thợ kẹp hàn điện vào nó bị, anh em nhìn thấy nó bị mòn đấy. Và Hiếu sẽ cận cảnh cho anh em xem cái chỗ này mới quay qua. Đây, Hiếu cận cảnh cho anh em cái này. Đây là cái càng cua và cái cần càng cua này. Thường thường ấy, Hiếu, đây là do chủ xe mang cho một cái người thợ đấy. Nó đổ nhớt thải, lại kèm cả tí xăng vào đấy nữa. Tức là nhiều khi anh em, không phải anh em mà bản thân Hiếu thế. Hiếu rửa máy, anh em nhìn đây, Hiếu rửa máy thì thường thường cái nước bẩn đất này này. Đấy, ví dụ như cái rửa xong là Hiếu đổ luôn vào cái ca, cái bình nhớt thải. Đây là cái bình nhớt thải đây này anh em này. Đấy, đây là cái bình nhớt thải này. Thường thường Hiếu đổ vào đấy luôn. Đấy, chẳng hạn thế. Xong là chắc là chủ xe không biết, nhưng mà lại thợ lại lấy cái nhớt thải đấy để đổ vào máy. Đấy, này đổ vào máy cho khách hàng. Cho nên là mấy cái tình trạng nó khi Hiếu xả ra nó mới nhiều đất cát dính tùm lum và vỡ hết bi số này như vậy. Anh em bảo ở cái trục này, cái trục của cái càng cua này, nếu như chúng ta mà nhớt bôi trơn thì bao giờ cho nó dỉ oxy hóa như này. Đây nó bị oxy hóa nhá, không rút được ra luôn này, không rút được ra luôn. Đấy, thường thường cái trục này của nó là trục lưu không, chúng ta có thể rút được ra thoải mái. Đây là Hiếu vừa mới lấy giấy nhám, Hiếu trà vuốt được thì được bên này nó còn ra được, nhưng bên này là không bao giờ ra được luôn. Nó bị oxy hóa, nó ăn mòn dỉ hết anh em nhìn này. Đấy, anh em có thấy không? Đấy, thường thường đây lại chặt cứng luôn này. Cái này thì chúng ta phải dùng bằng giấy nhám, chúng ta bo nữa đi thì mới được. Thường thường cái này anh em chúng ta phải phải ấy anh em ạ, chúng ta phải làm cho nó trơn tru đi để chúng ta găm càng cua và chúng ta giáp số chúng ta nhét lại xuống thì nó mới ok. Đấy, chứ còn không phải xử lý đơn giản đâu. Cái này chúng ta phải vuốt nó đi, vuốt nhẫn đi. Anh em chúng ta cho cái này vào cái cho cái trục này vào cái máy khoan ấy, xong là chúng ta bo cái dây nhám đi một chút là nó được luôn. Chẳng hạn là như vậy. Đấy, những cái điều cơ bản. Đây này, anh em nhìn cái này là vừa mới đắp tí xì tí hàn đồng rồi. Đấy, để cho nó chặn cái này là móc vào số. Đây này, nguyên lý hoạt động là khi chúng ta chạy thì thường thường số 4 là nó sẽ bị mổ vào đây. Đấy, khi anh em chúng ta chạy có cái động cơ chúng ta đang khởi động, bánh xe đang quay là nó sẽ chọc vào đây. Đấy, thì khi nào chúng ta mà dừng xe một chỗ thì nó sẽ nhả cái này ra. Chúng ta dừng xe ở chỗ thì cái càng cua nó sẽ không chống ở đây nữa. Vì động cơ không kéo, động cơ không kéo, côn không quay, mà không côn không quay thì nó sẽ không ghi được cái này vào. Khi chúng ta dừng yên một chỗ là nó sẽ mở cái này ra, nó mở cái càng cua này của chúng ta ra.
và chúng ta có thể đạp cái về mo được luôn. Còn khi động cơ nó kéo thì nó sẽ chọc vào đây. Đấy, động cơ nó kéo thì cái côn nó bám ấy anh em, côn nó bám vào cái trục số đó này. Đấy, nó bám, nó quay thì nó sẽ quay theo cái này thì nó chống ở đây. Đấy, khi chúng ta đi số 4 mà chúng ta không ga nữa, tức là không chạy nữa, mình để xe nằm yên ở dưới đất thì cái mỏ chặn số này nó sẽ lỏng ra và chúng ta sẽ quay được quay về số mò được. Đấy, chẳng hạn là như thế. Khi chúng ta không hàn cái này ý, là nó không có điểm cự ở đây thì nó sẽ trượt luôn. Chúng ta đạp số nó sẽ trượt luôn. Đấy, thì chúng ta hàn cái này vào thì nó sẽ chống ở đây. Đấy, anh em được không? Đấy, cái này là nguyên lý nó cũng khá là đơn giản thôi. Nhưng mà chẳng qua là nhiều khi anh em chúng ta mới học nghề thì chúng ta không am hiểu lắm, thì video này thì Hiếu chia sẻ cho anh em. Thì bây giờ Hiếu sẽ ráp cái con máy này vào để bàn giao cho khách hàng anh em ạ. Thì con máy của Future đây này, thì Hiếu cũng có chia sẻ cho anh em phải đến hơn chục cái video rồi, cho nên là Hiếu cũng sẽ không quay nữa, cũng không quay chi tiết nữa. Hiếu chỉ có chia sẻ cho anh em là cái video này, nếu như chúng ta mà đang đi tốc độ cao, đang đi số 4 mà anh em chúng ta về số mo, chúng ta đạp số về số mo được, thì anh em chúng ta chỉ cần hàn cái chỗ càng cua này và cái cần chặn số này, chúng ta hàn đồng và là xong. Đấy, nó đơn giản là như vậy thôi. Thì việc hàn ấy thì chúng ta lôi hẳn cái càng cua này ra, chúng ta hàn đắp và chúng ta đánh rửa sạch sẽ đi. Đấy, và cái càng cua này thì chúng ta lưng cả cái số này ra, chúng ta lưng hẳn là ra và chúng ta hàn. Đấy, nó rất là đơn giản thôi. Cái này là chúng ta lưng cả cái càng này luôn ra ngoài luôn được luôn. Đấy, lưng vứt ra ngoài luôn hàn anh em ạ. Thì nó rất là đơn giản thôi. Thì nhiều khi anh em chúng ta làm nó bất cẩn quá, cho nên dẫn đến cái tình trạng nó hư hỏng máy. Đấy, thì anh em thấy đấy, thì con heo số, con dỉ ngoèn như này Hiếu đánh mãi mới sạch. Đây này, trục hỏng hết anh em ạ. Hiếu hỏi các cái bộ số này thì của các cái bên bán phụ tùng thì không ai có bán, cho nên là Hiếu phải phục hồi lại cho khách. Đấy, phục hồi lại, hàn chặn các thứ lại. Chưa bây giờ mình không có thì thôi anh em ạ. Đấy, thì cái bộ số này thì mình phục hồi lại cho khách thôi anh em ạ. Đấy, thì các cái video thì cũng có chia sẻ cho anh em nhiều cái video ráp máy rồi, thì bây giờ video này Hiếu sẽ không chia sẻ nữa anh em nhá. Hiếu chỉ chia sẻ cho anh em là nếu như anh em chúng ta mà đang đi số 4 tốc độ cao mà chúng ta đạp phát về mo nữa, thì chúng ta chỉ cần hàn đắp cái mỏ này và chúng ta hàn chặn chỗ cái con heo này là được. Đấy, móc đúng như này là ok. Đấy, nó không bị trượt nữa. Đấy, thì nó chỉ như vậy thôi anh em nhá. Rồi, thì bây giờ Hiếu sẽ vệ sinh sạch sẽ và Hiếu sẽ ráp lại. Rồi, Hiếu chào anh em nhá.